Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Và đầu tiên mình xin phép cập nhật thời gian xử lý hồ sơ tại NPC vào ngày 19 tháng 1 năm 2021. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, NPC họ đang xử lý những hồ sơ được chấp thuận từ Sở Di trú USCIS mà Sở Di trú USCIS đã chuyển đến NPC vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 trở về trước. Cũng vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, thì NPC cũng đang xem xét những giấy tờ mà quý vị đã nộp lên hệ thống của NPC vào ngày 21 tháng 10 năm 2020 trở về trước. Và cũng vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, thì NPC họ cũng đang trả lời những email mà họ đã nhận được từ quý vị vào ngày 14 tháng 1 năm 2021 trở về trước. Và trong trường hợp mà hồ sơ của quý vị nằm trong khoảng thời gian xử lý hồ sơ của NPC như mình đã chia sẻ ở trên nhưng vẫn chưa nhận được những thông tin phản hồi nào từ phía NPC, thì quý vị có thể gửi câu hỏi cho NPC theo form như hình trong video và đường link mình sẽ để trong phần mô tả để quý vị có thể tham khảo và sử dụng. Và thông tin tiếp theo mình muốn chia sẻ với quý vị đó chính là CDC. Họ yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 thì mới được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra thông báo chính thức rằng tất cả những ai muốn nhập cảnh Hoa Kỳ thì sẽ phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Và thông báo này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 2021. CDC yêu cầu tất cả các hãng hàng không phải kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi hành khách lên máy bay. Hãng hàng không được quyền không cho hành khách lên máy bay nếu hành khách không cung cấp giấy xét nghiệm âm tính. Và chắc quý vị cũng đã biết thì ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2021, nước Mỹ đã có tân tổng thống thứ 46 là tổng thống Joe Biden. Thì hy vọng là trong thời gian tới, tổng thống Joe Biden sẽ có những chính sách mới liên quan đến vấn đề di trú, di dân. Và hy vọng rằng là sẽ có những thông tin tốt, những thông tin tích cực liên quan đến vấn đề di trú. Và đó là một vài thông tin mình muốn cập nhật chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.